Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, đối thủ duy nhất của cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, gần đây cáo buộc ông Trump nói năng lộn xộn và hoài nghi khả năng làm tổng thống ở độ tuổi của ông. Ngay sau đó, ông Trump, 77 tuổi, tuyên bố trong cuộc vận động ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, ngày 27 tháng 1 Bây giờ tôi cảm thấy bản thân còn minh mẫn hơn cả 20 năm trước. Ông cũng nhấn mạnh các ứng cử viên tổng thống phải làm bài kiểm tra về khả năng nhận thức, dường như đáp trả thách thức từ bà Haley. Cựu đại sứ Mỹ ủng hộ kiểm tra nhận thức với các ứng viên, với lý do cả tổng thống Joe Biden 81 tuổi lẫn ông Trump đều đã quá già. Trong khi đó, tờ Politico của Mỹ đưa tin bà Nikki Haley đã thừa nhận về khả năng cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire. Bên cạnh đó, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đồng thời là cựu thống đốc bang Nam Carolina cũng nhấn mạnh. New Hampshire là điểm bầu cử sơ bộ đầu tiên trên toàn quốc, nhưng không phải là nơi cuối cùng. Cuộc đua này còn lâu mới kết thúc, vẫn còn rất nhiều bang khác. Bà Haley cũng tổ chức một cuộc meeting lớn ở North Charleston, thuộc bang Nam Carolina. Theo đó, trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Iowa, ông Trump đã dễ dàng giành chiến thắng cách biệt khi nhận được 51% tổng số phiếu ủng hộ, trong khi bà Haley xếp thứ 3 với 19% tổng số phiếu ủng hộ. Iowa là bang đầu tiên của Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa thông qua họp kín. New Hampshire là bang thứ hai. Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức các cuộc họp kín vào ngày 8 tháng 2 tại bang Nevada, trước khi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina vào ngày 24 tháng 2. Về phía ông Trump, ông và đồng minh đã bắt đầu chiến dịch tăng sức ép để bà Haley rời cuộc đua trước cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Nam Carolina, quê nhà của bà, vào ngày 24 tháng 2. Ông cũng dọa sẽ trừng phạt bất kỳ nhà tài trợ nào tiếp tục bơm tiền cho bà Haley. Ngay sau phát biểu của ông Trump, Bà Haley nói tại cuộc vận động ở Nam Carolina rằng cựu tổng thống gần đây dường như lú lẫn và thách thức ông bước lên sân khấu tranh luận với tôi, bởi đó là bài kiểm tra năng lực tinh thần cao nhất đối với bất kỳ ai tranh cử tổng thống. Ông Trump đã từ chối tham gia mọi phần tranh luận trong cuộc đua đề cử của Đảng Cộng hòa và cũng từ chối tranh luận với bà Haley. Tuy nhiên, dù ông Trump có chiến thắng mới ở New Hampshire, nhưng có những dấu hiệu cảnh báo sắp tới. Cựu tổng thống Mỹ không nhận được sự ủng hộ của những cử tri độc lập, những người sẽ góp phần quyết định cuộc tổng tuyển cử và một số đảng viên Đảng Cộng Hòa nói rằng họ sẽ không ủng hộ ông Trump. Hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia đều cho thấy ông Trump đang ngang bằng hoặc dẫn trước Tổng thống Biden một cách xít sao trong một cuộc tái đấu giả định như năm 2020, và một số cuộc khảo sát gần đây ở các bang chiến địa đã cho thấy ông Trump đang dẫn trước. Nhưng trong khi các đảng viên đảng Dân Chủ lo lắng về việc liên minh ủng hộ Tổng thống Biden đang dạn nứt, phần lớn là do cử tri trẻ, thì những tín hiệu ban đầu từ các cuộc chiến giành xuất đề cử của Đảng Cộng Hòa cho thấy Đảng Cộng Hòa cũng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì liên minh cử tri của họ. Các đảng thương nảy sinh dạn nứt trong mùa bầu cử sơ bộ và cuối cùng sẽ hàn gắn lại. Nhưng cựu Tổng thống Trump là một nhân vật khác thường ở chỗ, ý kiến của nhiều cử tri về ông đã không thay đổi trong nhiều năm. Điều đó cho thấy việc thuyết phục những người hoài nghi về Trump có thể khó khăn hơn. Hơn nữa, ông Trump ở New Hampshire chỉ nhận được 33% sự ủng hộ của cử tri độc lập trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, một cảnh báo khác cho việc ứng cử của ông. Theo AP Vodcast, Ông Trump đã giành được tỷ lệ cử tri độc lập lớn hơn vào năm 2020, khoảng 37%, nhưng vẫn thua trong cuộc bầu cử đó. Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không khuyến khích Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trong năm nay, mà thay vào đó tập trung vào việc duy trì tiềm lực quân sự của Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Các nguồn tin của Washington Post cũng đề cập đến các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga sắp nhập các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022. Nguồn tin nói thêm, chính quyền ông Biden vẫn còn đau đầu sau cuộc phản công thất bại của Kiev vào năm 2023. Điều này thúc đẩy Washington thực hiện chiến lược mới, bao gồm việc giúp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky củng cố quân đội và nền kinh tế khi mất đi phần lớn viện trợ từ đồng minh. Nguồn tin Washington Post nói thêm, kế hoạch mới dành cho Kiev thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ về lập trường của Washington so với năm ngoái, khi quân đội Mỹ và đồng minh đổ sâu huấn luyện và trang bị tinh vi từ Kiev với hy vọng có thể nhanh chóng đẩy lùi lực lượng Nga. Một nguồn tin nói thêm rằng, rõ ràng lực lượng vũ trang Ukraine khó có thể đạt được sự ủng hộ tối đa từ đồng minh phương Tây trong năm 2024. Thay vào đó, Kiev phải giữ được thành quả hiện tại và hạn chế tối đa tổn thất về người lẫn trang bị. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu trong tuyên bố vào cuối tháng 12 rằng, các lực lượng vũ trang Nga đã đạt được mục tiêu chính của năm ngoái bằng cách ngăn chặn cuộc phản công mùa hè của Ukraine. Bộ trưởng Sokol nhấn mạnh, mục tiêu của hoạt động quân sự trong năm 2023 trọng tâm chính là ngăn chặn cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, vốn đã được Ukraine và các đồng minh NATO công khai từ đầu năm. Nhiệm vụ này đã hoàn thành thành công. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov nói với các phóng viên rằng, Ukraine đã mất khoảng 160.000 quân và hơn 3.000 xe bọc thép bao gồm 766 xe tăng, cũng như 121 máy bay và 23 máy bay trực thăng ở tất cả các mặt trận trong 6 tháng phản công. Bên cạnh đó, tờ Bưu điện Washington gần đây đã dẫn lời một số quan chức Mỹ nói rằng, chính quyền nước này đã đặt ra một chiến lược mới ủng hộ Ukraine trong năm 2024 với nội dung tập trung tăng cường việc phòng thủ và giúp ép đẩy mạnh phát triển kinh tế lẫn quân sự. Một quan chức Mỹ giấu tên nói, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đề ra chiến lược mới tập trung vào việc giúp Ukraine đối phó với những bước tiến mới của Nga đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn là tăng cường năng lực chiến đấu và kinh tế của Kiev. Ý tưởng hiện nay là giúp Ukraine giữ vững vị thế trên chiến trường, đồng thời đưa họ đi theo con đường bền vững hơn. Cũng theo người này, chính quyền Mỹ hy vọng kế hoạch hỗ trợ Ukraine trên có thể được thực hiện với sự giúp đỡ tích cực từ một số quốc gia khác, bao gồm Anh và Pháp mặt khác hãng thông tấn uninform net ukraine mới đây dẫn lời thủ tướng ukraine denis mihan cho biết năm nay nước này có ba nhiệm vụ chính phải hoàn thành và đang đề nghị một số đối tác như ba lan hỗ trợ để thực hiện mục tiêu này ông smihan thông báo nhiệm vụ đầu tiên của ukraine là đảm bảo hội đồng châu âu phê duyệt chương trình tài trợ nhiều năm cho kiev người đứng đầu chính phủ ukraine cho biết nhiệm vụ thứ hai là tham gia vào quá trình đàm phán về việc ukraine gia nhập eu Nhiệm vụ thứ ba, theo ông Smihan, là tại hội nghị thường đỉnh NATO ở Mỹ sắp tới, Ukraine được đảm bảo sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Ông Smihan nêu rõ, chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ trong tất cả các vấn đề và lĩnh vực này. Gần 2 năm chiến đấu dưới chiến hào không ngừng nghỉ, khiến nhiều binh sĩ Ukraine thấm mệt và thèm cảm giác được về nhà. Các binh sĩ từ lữ đoàn cơ giới số 41 Ukraine di chuyển quanh chiến hào của họ, phía đông thị trấn Kupiansk trong thời tiết xuống dưới âm 8 độ C. Vadim, 31 tuổi, thành viên của lũ đoàn cho biết, Thật khó khăn, nhưng chúng tôi đang cố gắng cầm cự. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Quân đội Ukraine đang phải vật lộn tìm tân binh cho tiền tuyến, trái ngược với khung cảnh tình nguyện viên yêu nước ạt đăng ký ra trận khi xung đột mới nổ ra hồi đầu năm 2022. Ukraine đã giành quyền kiểm soát thị trấn Kupiansk và khu vực Kharkov bao quanh từ tháng 9 năm 2022 sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng. Nhưng kể từ mùa hè năm ngoái, lực lượng Nga liên tục nhắm mục tiêu vào nơi này. Vadim nói, trong năm đầu tiên, tinh thần chiến đấu vẫn cao nên họ không sợ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ chúng tôi đơn giản là quá mệt mỏi, bởi vì đã hai năm rồi chúng tôi vẫn chưa được nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trước đó, nhiều binh sĩ Ukraine đã tỏ ra quyết thắng trong cuộc xung đột vũ trang với Nga, bất chấp kết quả gây thất vọng của cuộc phản công mùa hè vừa qua, cũng như việc các đồng minh do dự trong hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Nhưng khi mùa đông đến đã thay đổi tất cả, họ bồn chồn lo lắng khi Nga được trang bị tốt hơn cho trận chiến này họ buồn phiền về viễn cảnh sẽ lại rơi vào thế phòng ngự một lần nữa trong cuộc xung đột tàn khốc tình trạng mệt mỏi và khó chịu trên chiến trường được phản ánh rõ nét tại thủ đô kiev của ukraine nơi bất đồng của nhiều nhà lãnh đạo đã được bày tỏ công khai trong thời gian gần đây các chỉ huy ukraine ở nhiều mặt trận than phiền về tình trạng không có đủ quân hoặc có nhiều trì hoãn trong việc sửa chữa uav khiến cho hoạt động tác chiến bị xáo trộn không dừng ở đó sự bất mãn với lực lượng lãnh đạo còn xuất hiện trong hàng ngũ quân đội các binh sĩ ngày càng có nhiều nghi ngại về mức độ hiệu quả và khả năng ra quyết định của các cấp trên. Tại chiến trường Zaporizhia, tầm quan trọng của drone ngày càng được đề cao. Tuy nhiên, các lực lượng ở đây liên tục phàn nàn về tiến độ đào tạo người vận hành dòng thiết bị này. Theo ông Konstantin Denisov, một binh sĩ ở đây, riêng việc hoàn thành giấy tờ để huấn luyện 75 binh sĩ cách sử dụng drone đã tốn đến 7 tháng. Người này bình luận, chúng ta đang phí thời gian mà không được gì. Giới phân tích cho rằng vào mùa đông này, Ukraine có thể phải từ bỏ thêm nhiều phần trong những lãnh thổ mà họ mới tái chiếm, dù rằng Nga có thể phải hứng chịu thương vong lớn để đổi lại những thành quả đó. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 12 năm ngoái tuyên bố quân đội muốn huy động tới nửa triệu quân để chiến đấu với khoảng 600.000 lính Nga được triển khai ở Ukraine, nhưng hồi đầu tháng trước, quốc hội Ukraine đã từ chối thảo luận về một dự luật gây tranh cãi nhằm huy động thêm binh lính trước sức ép từ công chúng và các nhà lập pháp. Đối với một đội quân đang gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực, đây thực sự là tin xấu chưa kể đến việc họ phải rút bớt về hậu phương những binh sĩ đã phục vụ trên tiền tuyến suốt quãng thời gian dài. Quân đội Ukraine hiện phải đối mặt với áp lực mới của lực lượng nga trên khắp mặt trận miền đông. Sau một năm giao tranh quyết liệt mà không thể giành được những lợi ích lãnh thổ lớn, nga đang tung thêm nhân lực vào cuộc xung đột và tăng cường tấn công các vị trí của Ukraine. Tinh thần chiến đấu sụp sôi ban đầu giờ đây đã bị giảm đi rất nhiều. Kể từ những ngày đầu chiến sự, chúng tôi hầu như luôn ở tiền tuyến, Oleksandr cho hay. Mọi người đều thấm mệt cả về thể chất lẫn tinh thần họ không thể chịu đựng thêm nữa